Các bạn nhìn coi, một cái cột cờ quá to và một cái lá cờ đang tung bay. Thì lên đây tôi cảm thấy một cái sự nó gọi là thiêng liêng ở trong lòng của chúng ta. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Pattaya Let's Go. Các bạn có biết Pattaya ở đâu không? Đây là một cái cung đường cực kỳ đẹp luôn các bạn. Và ngày hôm nay còn tuyệt vời hơn nữa khi mà mặt trời đang lên. Và bây giờ mới chỉ gần 7 giờ sáng thôi các bạn ơi. Và Pattaya đang trên đường đi Lũng Cú. Và các bạn ơi, bây giờ thì Pattaya sẽ quay toàn bộ cái hành trình đi lên cột cờ Lũng Cú ở tại Hà Giang. Ok, bây giờ hãy cùng đi với Pattaya nha. Let's go. Wow các bạn ơi, và bây giờ thì bọn ta đang trên đường để đi đến cột cờ Lũng Cú. Và các bạn thấy mây không ạ? Đằng trước á, đó là mây, nguyên là mây và mây đó các bạn ơi, đã chưa? Wow. Và bọn ta phát hiện ra con đường đi vào Lũng Cú các bạn, rất là đẹp. Kia là vành đai biên giới kìa các bạn kìa. Và các bạn ơi, đằng trước của chúng ta là mây, chúng ta sẽ được có một cái trải nghiệm đi trong mây. Sướng ơi là sướng các bạn. Đấy, bạn nào muốn săn mây đâu cần phải đi đâu xa đâu, cứ lên Hà Giang săn mây thoải mái luôn. Ồ, chỗ này là mây kinh. Ôi, đã chưa này. Sướng nha. Mây này, đây bọn ta sẽ đưa camera ra cho các bạn xem nha. Lũng Cú là một xã thuộc huyện Đồng Văn, nằm trên đỉnh cao nguyên Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã Lũng Cú cách thành phố Hà Giang khoảng 200 km, là điểm cực bắc của Việt Nam. Lũng Cú nằm ở khu vực có độ cao từ 1.600 đến 1.800 m trên mực nước biển. Lũng Cú có 9 thôn bản là nơi sinh sống của các dân tộc Hờ Mông, Lô Lô, Tày, Pu Péo. Và bây giờ thì Pata đang đến rất gần với cột cờ Lũng Cú rồi. Các bạn đang nhìn thấy kia là chính là cột cờ Lũng Cú đúng không? Tuy nhiên hôm nay thì cái con đường này này các bạn này đang được làm. Đó nên là hy vọng được là trong khoảng chừng nửa năm đến năm nữa thôi thì toàn bộ khu vực này sẽ được hoàn thành, sẽ cho chúng ta những cái con đường rất là đẹp ha. Và bây giờ thì Pata đã đến với cột cờ Lũng Cú rồi các bạn. Đến với cột cờ Lũng Cú các bạn có thể đi xe điện này, hay là đi các xe máy này. Đây các bạn nhé, có các anh đây sẽ chở các bạn lên. Và ở đây cũng có một cái lối để các bạn có thể đi bộ đi lên này các bạn nhé. Nếu mà các bạn đi bộ các bạn nha, đi bộ ấy, nếu các bạn đi bộ thì các bạn sẽ phải đi khoảng chừng 800 bậc nha. Nhưng mà đó sẽ là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời nha các bạn. Đi nào. Hôm nay là một ngày có nắng các bạn. Hy vọng là lát nữa sẽ lên tới cột cờ, nhìn cái khung cảnh xung quanh sẽ rất là tuyệt vời. Nóng rồi đấy nhờ. Nóng rồi đấy. Đi bộ tí thôi mà đã nóng người rồi. Wow. Cái cầu thang cao phết đấy các bạn. Đã bắt đầu. Và ta đã thôi lên tới đây các bạn ơi. Và bây giờ thì gần đến với cột cờ rồi các bạn. Cột cờ đang đằng kia rồi. Và đến chỗ này là cái chỗ chạm nhìn chân rồi. Đi nào. Đã nhìn thấy cột cờ rồi. Vẫn còn một khoảng xa lắm. Này các bạn mà không muốn leo thì các bạn có thể đi xe điện nhé. Kia. Kia là cột cờ. Ở đây có quán cà phê, quán nước nè. Và kia là cột cờ Lũng Cú. Sẽ phải leo lên một cái đoạn cầu thang nữa nha các bạn. Đi nào.
cùng với Pota khám phá cột cờ Lũng Cú nha. Đây vé 10.000 nhá. Rồi. Đi anh em lên nhá. Rồi, ở đây có một biển thông tin để cho các bạn biết thông tin trước khi chúng ta leo nhá. Chúng ta lên cột cờ chúng ta có thể xem cái thông tin ở đây các bạn này. Để đi lên cột cờ chúng ta lại tiếp tục đi leo một đoạn nữa nha. Hồi nãy là đứng ở đây nhá, đã nhìn xuống dưới mấy cái làng đẹp rồi. Đúng rồi. Lên đó chắc là rất là đẹp á. Wow. Đứng đây nhìn lại xuống đó thấy đẹp rồi các bạn ạ. Đây nè. Lên trên cột cờ chắc còn đẹp nữa các bạn. Kia rồi các bạn ơi, chỉ còn vài bước nữa thôi và ta sẽ đi đến với cột cờ Lũng Cú nha các bạn. Đi nào. Ôi, còn vài bước chân nữa thôi là tới rồi. Cố lên anh em. Đã tới chân cột cờ rồi. Các bạn nhìn coi. Một cái cột cờ quá to và một cái lá cờ đang tung bay phấp phới. Wow. Và các bạn ạ, cuối cùng thì chúng ta cũng đã đi lên đến cột cờ Lũng Cú rồi các bạn ơi. Woo. Wow. Đây, cột cờ quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây, bây giờ sẽ bước lên cái bậc thềm nào. Nào, trước mắt của chúng ta là một cái cột cờ rất là to. Với cái trụ này cũng phải 9m, 10m các bạn. Còn bề ngang của cái này cũng phải là đến 3m. Và lá cờ bay phấp phới luôn ở phía trên cao. Chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh cái cột cờ này nhá, để chúng ta cùng xem cái hoa văn này. Ở đây bạn đang thấy là có cả chùa một cột kìa. Đó. Rồi. Cùng xem nữa nào, có gì nữa nào. Ở đây có cả ngựa này. À. Ở đây có lính, các cái người lính. Đó, đây là cái hoa văn những người lính nè. À, người lính đang cưỡi ngựa nè, chiến đấu nè các bạn. À, đây là cái cửa ra vào này các bạn này. Lát nữa chúng ta sẽ đi lên trên cột cờ nha. Rồi, ở đây là gì? À, đây là hình như cái cầu này là cầu Long Biên này. Đúng rồi, chính xác luôn. Ở đây là gì? À, ở đây là biểu tượng của các dân tộc miền núi này các bạn này. Với một cái anh chàng đang là khèn này. Đó, một chị đang là đang cầm chiếc ô kìa. Đó, xem anh múa khèn. Ở đây là phố cổ này các bạn này. Ở kia là gì? À, đây là đại diện cho công viên địa chất các bạn, không phải phố cổ. Đây là công viên địa chất nè. Ở đây là Đồng Văn mà các bạn. Rồi, ô đây là biểu tượng đây là biểu tượng của cột cờ này các bạn này. Với cái cột cờ kìa, đó. Và tất cả các biểu tượng này đều được làm bằng đá nha các bạn nhé. Được tạc bằng đá hết. Còn đây là biểu tượng của quân dân, tất cả mọi người, các thành phần, các dân tộc của Việt Nam. Ở đây, những cái biểu tượng được chạm khắc rất là đẹp ha các bạn. Các mặt của cột cờ thì có những cái trống đồng. Đó, đó là những cái trống đồng các bạn. Và tổng cộng ở đây cái cột này thì bọn ta đang nhìn ra, đang thấy rằng là ở đây là theo hình bát giác, tức là có 8 mặt luôn. Bọn ta đếm nhá, này cho chắc chắn luôn này các bạn này. 1 này, đây là cái cửa đi vào nhé, chúng ta sẽ cùng đếm này. 1 này, 2 này, đó, 3 cái trống này, rồi 4 trống này, 5 này, 6 này nhá, 7 này, có 7 này, và đây là 8 này các bạn. Đó, tổng cộng là có 8 cái trống đồng. Ở trên cái đế là 8 cái trống đồng, và ở trên cái trụ là 8 cái trống đồng. Và tiếp tới là chúng ta sẽ đến cái trụ. Và nếu mà các bạn mà nhìn như thế này thì các bạn đang nhìn thấy giống như là cái cột đó các bạn. Nó đang là trôi đúng không các bạn? Đó, bởi vì mây nó đã trôi trên trời ấy,
nên là khi chúng ta nhìn lên chúng ta cảm giác là cái cột nó đang như đang trôi á. Đó các bạn ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi leo lên nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi leo lên cột cờ Lũng Cú nha. Và chúng ta sẽ đi vào cái con đường. Ở đây có một cái cầu thang bằng sắt để cho chúng ta có thể leo lên. Leo lên đây các bạn có thể mặc một chiếc áo mỏng nhá. Tức là một chiếc áo khoác mỏng để cho đỡ lạnh. Bây giờ thì Potea đang ở trong phía trong của trụ của cột cờ rồi, thì đường kính ở đây khoảng 3 mét hơn các bạn, 3 mét đó. Và một cái cầu thang xoắn theo cái trụ bằng sắt để đi lên. Chúng ta có thể đi lên trên cột cờ. Và đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Chúng ta đã, các bạn đang nhìn thấy gì? Chúng ta đã ở trên đỉnh của cái cột cờ này rồi. Và các bạn đang nhìn thấy một cái trụ sắt. Đây là cái cột cờ. Là một trụ sắt lớn. Đường kính các bạn nhìn coi. Phải 30 cm không? Đó. Và các bạn nhìn coi, đây là lá cờ nhá. Ở trên đây gió hơi nhiều. Nên mà nếu các bạn có nghe thấy nó tiếng gió thì các bạn cũng thông cảm nha. Một lá cờ rất là lớn đang tung bay phấp phới. Và các bạn cũng có thể nghe thấy tiếng gió, phải không? Nghe thấy tiếng của cái lá cờ nó phật 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 đúng không? Và đây là toàn cảnh ở phía trên của cột cờ Lũng Cú nha các bạn. Đó. Ở trên đây cũng có một số bạn lên trên đây để đi đến đây check in, ngắm cảnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn ngắm xung quanh, bởi vì ở cái vị trí này là cái vị trí tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời để chúng ta có thể ngắm toàn bộ khung cảnh xung quanh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái lối vào. Kia là lối vào nha các bạn. Thì đứng ở đây các bạn có thể nhìn thấy gì ạ? Một con đường đang được làm, và phía kia là một cái bản làng, và xung quanh đó là núi ha các bạn. Đó, các cái dãy núi liên tục nhau, và con đường đó, nó chạy xuyên suốt vô đây luôn các bạn. Và con đường sẽ đưa các bạn sẽ đi đến đây, và người ta đang làm thôi. Đến đây là mình, theo mình biết đây là một cái dự án về chùa, một cái ngôi chùa đang được xây dựng ở đây ạ các bạn. Mục đích của cái chùa này như nào thì mình không biết, nhưng mà mình đang thấy là có một ngôi chùa đang được xây dựng. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua bên góc này. Các bạn đã nhìn thấy kia là có một cái đường, cái đó là đường biên đấy các bạn. Đường đó sẽ đưa chúng ta đi ra cực bắc của Tổ quốc. Đó, đi đó là đi ra điểm cực bắc luôn nha. Tức là cột cờ Lũng Cú còn cách điểm cực bắc 3,3 km nữa. Nếu mà đến điểm cực bắc luôn là 4,5 km. Còn phía này các bạn đang nhìn thấy một cái làng. Đó là làng Lolo. Nha các bạn. Đó, cái đường đó cho chúng ta đi vào làng Lolo. Các bạn thấy những cái căn nhà không? Đó, đó là những một cái làng của người Lolo đó. Các bạn cũng có thể ở trong đó nha các bạn. Nếu các bạn thích ở Lũng Cú thì các bạn có thể nghỉ lại ở trong cái làng Lolo đó. Rất là đẹp. Và đứng ở trên cột cờ Lũng Cú thì các bạn có thể thấy rằng là một cái không gian xung quanh rất là đẹp, và các bạn có thể có một cái tầm nhìn bao quát. Hôm nay là một ngày trời nắng nữa, lại cực kỳ đẹp nữa, cho chúng ta các bạn có thể nhìn ra, nhìn thấy rằng là ánh sáng các bạn đó chiếu xuống với những cái màn sương mờ nhẹ ở phía kia, cho chúng ta một cái khung cảnh tuyệt vời ha các bạn. Các bạn ạ, cột cờ Lũng Cú là một cái điểm mà bất kỳ ai một khi mà đã đến với Đồng Văn rồi, đã đến Hà Giang đều muốn đến đây để chinh phục các bạn. Bởi vì khi đến đây thì ai cũng có được cái niềm tự hào ở trong bản thân mình. Và đến đây các bạn sẽ cảm nhận được thế nào là đất nước của chúng ta. Cái mảnh đất này, ở cái địa điểm này không phải là nó mới có, mà từ thời Lý Thường Kiệt cái cột cờ này đã được dựng ra rồi, đã được dựng lên đây rồi, và đã đánh dấu chủ quyền của đất nước chúng ta rồi các bạn nhé. Từ thời Lý Thường Kiệt nhé các bạn. Còn việc xây dựng nó to, nó lớn như thế này là đến mãi đến năm 2000. Đó, năm 92 đến năm 2000 mới được xây dựng to như thế này ha các bạn nhá. Và có một, nó trở thành một cái điểm không chỉ là cột mốc của chủ quyền của đất nước chúng ta, mà cột cờ Lũng Cú là bây giờ đã còn trở thành một cái điểm để giúp cho chúng ta nhắc nhở chúng ta về cái niềm tự hào về chủ quyền của đất nước của chúng ta. Và ở đây bây giờ đã trở thành một cái điểm du lịch rất là hấp dẫn, rất là thu hút mọi người khi bất cứ ai mà đến với Hà Giang nói chung và đến với Đồng Văn nói riêng. Kia là cái con đường đi vào. Thì cái con đường đi vào này các bạn này. Đó, đi đến chỗ này sẽ đưa các bạn là đi ra điểm cực bắc. Là các bạn đi theo cái hướng mà ngón tay của bà ta chỉ ra, đi ra điểm cực bắc nữa nha. Chỗ đây á là một cái con đường, thì sẽ đưa các bạn nha. Các bạn sẽ gửi xe ở cái nhà đỏ đỏ kia.
và các bạn sẽ đi xe điện sẽ đưa các bạn từ đó đó các bạn. Đó, và sẽ đưa các bạn này đi vòng lên cái dốc này. Cái dốc này ấy, các bạn là cái dốc chữ M, các bạn nhìn thấy một cái dốc chữ M này không? Đó, nó có chữ hình chữ M như này và sẽ đưa các bạn lên cái sân này. Thì xe điện sẽ gửi cái sẽ để các bạn ở đây. Hoặc là các bạn đi xe máy thì các bạn có thể lên tới đây luôn. Các bạn để xe máy ở chỗ này. Đó, và ở đây thì các bạn sẽ mua vé ở chỗ này này. Đó, cái trạm bán vé đó. Và các bạn sẽ đi leo lên bằng cái bậc cầu thang này các bạn này. Đó. Rồi, các bạn sẽ đi leo lên cái vị trí mà bà ta đang đứng ở đây nha. Đó là cái dốc chữ M mà các bạn đang nhìn thấy. Và những con đường để đi ra điểm cực Bắc. Lát nữa thì bà ta cũng sẽ đi ra điểm cực Bắc luôn. Bà ta cũng đã có một cái clip chinh phục điểm địa đầu của Tổ quốc, điểm cực Bắc của đất nước Việt Nam chúng ta, là nằm dưới dòng sông Nho Quế. Các bạn có thể xem ở trên video clip ở trên kênh của bà ta nhé. Kia là một cái hồ, đúng không? Hay chúng ta gọi là một cái ao cũng được. Mình gọi một cái hồ đi cho nó đẹp. Thì ở đây là đỉnh núi, gọi là đỉnh núi Long Sơn. Và đó là mắt rồng đó các bạn. Cái hồ đó là mắt rồng, đó là một cái. Và bên đây nữa là các bạn này, cũng có một cái mắt rồng thứ hai. Là ở đây là các bạn, là có hai mắt rồng nhá. Đó, đây là cái mắt rồng thứ hai nha các bạn. Và chỉ đứng ở trên đây chúng ta sẽ nhìn thấy hai mắt rồng lận. Đó, và cột cờ được dựng ở trên một cái quả núi, đó là núi Rồng. Đứng ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng cái cầu thang. Cái cầu thang này các bạn này. Đó, để cầu thang bằng đá được làm để cho chúng ta có thể đi leo lên đây, rất là đẹp. Và các cái bản làng của các người dân tộc ở khu vực này, ở ngay phía dưới của chân cột cờ luôn các bạn. Cực đẹp. Một khung cảnh tuyệt vời ha các bạn ha. Pattaya hy vọng là qua video clip, mặc dù là chưa có thể truyền tải được hết, tuy nhiên thì cũng có thể giúp cho các bạn thấy được một phần nào, cảm nhận được một phần nào cái vẻ đẹp khi các bạn đứng ở tại phía trên của cột cờ Lũng Cú ha các bạn. Và nhìn xuống phía dưới, cực đẹp lắm các bạn ạ. Đặc biệt là núi non trùng trùng điệp điệp ở kia luôn các bạn. Đến điểm cực Bắc, đến cột cờ Lũng Cú thì cảm giác của anh thế nào? Quá tuyệt vời luôn. Anh tuyệt vời là cụ thể hơn là như thế nào? Nếu mà mình là một người, nếu mà ai là một người công dân Việt Nam thì lên đây sẽ cảm thấy một cái sự nó gọi là thiêng liêng ở trong lòng của chúng ta. Khi lên một cái độ cao là 1.500m mà là cột cờ chủ quyền của đất nước thì cái sự thiêng liêng này nó cảm thấy mình cảm thấy nó hãnh diện và cảm thấy nó rất là tự hào không? Tự hào ở trong lòng mình. Ok, đó và ok, cảm ơn anh. Và chắc chắn là ai cũng sẽ có cái cảm giác đó các bạn. Một khi mà các bạn bước chân lên đây ha các bạn. Lá cờ nó đang bay phần phật trên trong cái không gian của bầu trời ha các bạn. Đó, một lá cờ đỏ. Đó, với ngôi sao vàng của đất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Rất là đẹp các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Và các bạn hãy nhìn xa xa, đó là những cái dãy núi trùng trùng điệp điệp luôn. Và đất nước của chúng ta các bạn. Và ta phải nói với các bạn rằng là đất nước của chúng ta rất là đẹp. Và ta đã đi rất là nhiều nơi rồi và ta thấy rằng là không biết là ở nước ngoài như thế nào, nhưng bà ta thấy rằng là đất nước của mình đẹp lắm các bạn ạ. Với những cái núi rừng thì núi thì hùng vĩ luôn các bạn. Núi rừng thì hùng vĩ, rừng thì bát ngàn luôn. Và ở đây ấy, chúng ta có sự đa dạng về văn hóa, về chủng tộc các bạn. Chúng ta có tới 54 dân tộc anh em lận. Ok, và nếu mà các bạn đến với Đồng Văn thì đừng quên là check in ở tại cột cờ Lũng Cú nha các bạn. We'll be right back.
sẽ tạm biệt cột cờ Lũng Cú. Bye bye. Và bây giờ thì bọn ta đã đi xuống phía dưới rồi các bạn. Và vừa rồi thì bọn ta vừa đi xuống một cái cầu thang này. Và các bạn biết nó có bao nhiêu bậc không? Bọn ta đếm được là 279 bậc nha các bạn nhé. Và cột cờ Lũng Cú là một biểu tượng của quốc gia của chúng ta. Đây là nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của đất nước Việt Nam. Và cũng là địa đầu cực bắc của tổ quốc của chúng ta. Và đến đây các bạn sẽ có cảm giác, một cảm giác rất là thiêng liêng, rất là linh thiêng. Và một cái sự tự hào khơi dậy trong lòng của bất kỳ ai khi đến với địa điểm này. Và nếu các bạn thích cột cờ Lũng Cú, hãy chia sẻ video clip này đến cho thật nhiều người, để mọi người, rất nhiều người biết đến cái địa điểm tự hào này các bạn. Một địa điểm lịch sử, một địa điểm đánh dấu chủ quyền của đất nước chúng ta. Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn bằng cách comment phía dưới đây. Và nếu các bạn mong muốn bà ta review ở những đâu thì hãy comment hoặc là PM cho bà ta nhé. Và trong video clip còn có thể có nhiều thiếu sót, và mong các bạn sẽ góp ý cho bà ta để cải thiện hơn trong những lần tiếp theo nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để đón chờ những video clip tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.